Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhubo.com hoặc gọi hotline 037-502-8888. Tôi Hữu Bộ, xin chào anh em. Tôi Hữu Mạnh, chào anh em. Tôi Văn Tiến, chào anh em. Tôi Phúc Bèo, xin chào anh em. Tôi Đức Trời, xin chào anh em. Tôi Cơ Sở, xin chào anh em. Ok các bạn ạ, sau những ngày anh em ăn cay thời gian rất là dài nên là hôm nay mình cho anh em ăn ngọt để giải độc, thì giải độc đi rồi tầm bổ cho anh em các bạn ạ. Ở đây mình đã chuẩn bị gọi là 3 hộp mật ong bánh tổ các bạn ạ. Đây, sản phẩm vì sức khỏe đó. Ồ, anh em nghe thấy thế có đúng là được tầm bổ không? Có tầm bổ hả? Và anh mua tạt đi làm gì? À? Ăn kèm à? Mùi tạt này để ăn kèm mật ong tặng cho anh em. Nghỉ lắm, nghỉ lắm. Để bóp vào mật ong rồi anh em thưởng thức. Anh mới học được cách ở trên mạng người ta ăn kiểu ý, thấy bảo ngon lắm. Chứ anh mình ăn kiểu bình thường hay kiểu mới cho anh bụng ăn. Cũng được. Anh đùa anh em vậy thôi, chứ cái mù tạt này thì gọi là mang đến để cho anh em một lát nữa thưởng thức, nhưng mà thưởng thức theo kiểu gọi là trò chơi một chút. Tức là ở đây có 3 hộp mật ong bánh tổ thì sẽ cắt chia ra làm đôi. Và mỗi anh em sẽ một miếng, tức là có 6 miếng thì sẽ thừa một miếng. Anh em nào mà ăn hết trước, gọi là chiến thắng ấy, thì sẽ được thưởng thêm một miếng. Ôi, sướng, sướng. Còn anh em nào mà thua ấy, thì tôi làm tạm thì mù tạt cho nó mát. Đấy, cho thanh cổ mát rộng anh. Đây, thế bảo anh cứ sâu đang tắc mũi ấy. Tắc mũi à? Không luôn. Thế thì đúng bài luôn rồi, đây rồi em ơi. Làm thiệt trước đi vậy. Nhường luôn ra vị trí. Em mở luôn ra để cho anh em xem. Ui. Ui. Khỏe ra mới thấy cái miếng mật ong này to vuông này đấy. Dày nữa. Em thử. Nếm thử em nào. Ngọt, ngọt lắm. Ngọt không? Ngọt lắm. Này, mặt lấy ra kiểu ngồi. Liệu tí ong nó đến không? Ui. Ui, mặt này. Nhìn thấy nhằng này. Ừ, thử tí nào. Mình nhìn mà thấy ngon đấy các bạn ạ. Ui. Ừ. Ngọt thế. Thơm nhỉ? Thơm lừng luôn đấy. Nào em bây giờ em chia ra nhưng mà nắm rõ quy tắc của cuộc chơi này chưa? Rồi. Tức là 6 miếng nhá, mỗi anh em một miếng. Đó. Được chưa em? Bảo mang lấy thước đó. Bảo mang thước ra chả mang. Nhìn cái lỗ chả khác gì cái dép tong này. Lỗ tong đấy còn gì? Dép tong điện thoại. Mày đồ trả loát cũng nhanh, nhiều hơi lỗi kỹ thuật. Ui. Cái bé là tàn thấy kiểu mật ong chảy người ta làm rồi ấy. Chưa bao giờ thấy tổ chưa không? Chưa thấy cái miếng phên này bao giờ. Đấy, bây giờ em chia luôn ra cho anh em đi. Bỏ những này ra. Em chia luôn cho anh em đi. Ai dồi ôi. Ngon quá. Ôi ôi, ngon thế. Cho anh chàng cưng xấu đầu tiên. Cầm tay. Cầm tay. Cầm tay đi. Anh em tí anh em cầm tay hết cả mà. Đây này, mút luôn đi. Đã si đa lại còn nghiện. Ôi, nhiều mặt thế. Ừ. Nhìn mật ong nó dính các kéo bạn bảy, ạ. Kéo bảy mật ong lại gây cả dao. Cái này còn mạnh. Tiến cầm đây. Cầm. Để tạm xuống đây. Em để tạm xuống lá chuối này. Nhà trồng được đây sạch. Của Tiến đây nha. Rồi sao okay. Nó cứ dày nhỉ. Ôi, thôi anh Phúc thì thôi tặng cả tảng đấy. Không được. Tảng kia là gọi là của người chiến thắng mai em. Anh ơi. Thế giờ phải ăn cả những cái nước ở dưới đấy là. Không. ăn miếng này thôi. Ok. Nói chung là muốn một phần muốn tầm bổ cho anh em. Thứ hai là gọi là tạo một cuộc chơi cho anh em ăn thử cái món gọi là bánh tổ mật ong này xem nó như thế nào. Đây, Phúc Bèo đây. Đựng vào khay đi. Anh em đã sẵn sàng chưa nào? Rồi anh. Đây các bạn ạ. Mỗi anh em một miếng đây rồi. Nào chuẩn bị đây. Dăm ba miếng trẻ con ngậm hai phát thì hết mấy. Nào, nhớ đấy nhá. Chiến thắng thì mới được thưởng thêm một miếng. Một miếng còn lại đây này, rất là to. Đấy. Cố gắng về thứ không biết là mà... miếng của ông nào vừa nãy lấy mà bé thế. Ở đây không, miếng không, to. Không, đói đi. Không ăn cái đảo gắp, ăn lấy miếng to. Thôi anh, cho từ đâu đoạn này nữa đi. Đây, lấy cái miếng con nào là phải đủ. Ôi trời ơi. Ai ơi, không cái, đây là của anh nó nhăn nheo mất bao phần rồi. Sao cắt ra lại thế này. Đúng rồi. Công bằng, phun nón đi. Đi, để vào. Rồi, chuẩn bị chưa nào. Luật ở đây bây giờ nó phải phân minh. Nào chuẩn bị. Bắt đầu anh em ơi. Ây da. Quấy rồi. Ôi trời ơi, ngộ quá. Dính răng quá. Ôi dính cái gì dính. Trăng ra rồi. Ngọt quá. Anh có nước hãm không?
Nước đây nhập. À. Tôi. Em nghĩ cuộc thi này khó. Quay ấy. Quay không? Cái bát đây kiểu như là cái bã các bạn ạ. À, cái sáp sáp bây giờ ạ. Ui. Sao nhà mình to ấy? Đâu, đây cái sáp ạ. Ơ, nhà sáp. Không như nhà sáp ạ, không biết được. Ơ, nhà sáp ạ. Nhà sáp ạ. Em giúp cả sáp ạ. Ui, nhà sáp mềm mồm ạ. Giờ ăn cả sáp nha, không nhổ không? Ăn cả. Ăn sáp ạ. Ăn gì bổ lấy. Ngon không em? Tưởng giống cao cao su là nó bị dính giòn chứ. Nói thật đấy mọi người, món này ngon thì có ngon nhưng mà nó quá. Nó hơi ăn được mình miếng đầu rồi miếng sau hoặc nó ngấy nó ngọt, không dễ chơi đâu. Đột trẻ hôm nay phát huy tác dụng đi. Lâm. Chắc là dính bố răng rồi. Chiều ăn miếng nữa rồi, thắng chiều thắng cuộc đến nơi rồi. Ê, ngọt quá. Ngọt quá. Đi chứ. Còn thưởng một lửa miếng nữa đang chờ đây này. Cảm giác thế nào em? Em giữ cái tóc gáy rồi. Trời, ngọt rung người luôn. Thế này tối đi đái không mà nhỏ xinh, đái ngoài đất, mày kiếm nó bỏ bầu không? Miếng ngọt, miếng ngọt. Nói chung là mình thấy như là hơi bị dính răng của anh em hay sao ấy. Cái này nó cứ dính dính. Đồ chè quậy cả. Bọc bọc. Ừ, ngọt quá. Nó ngứa được kìa. Giọng này đổi rồi. Ôi trời, thấy miếng yêu trời. Cuộc thi này thật là quái quắm. Sáp và khủ quá. Thắng thì được ăn thêm chua phải ăn mù tạt. Tôi nhìn nhau mà ăn đến nhục. À, xong trước đi, chiều xong trước đi. À, chiều, anh Cương, mấy em, ba thằng lúc ao chỉ chia ba. Đúng không? Lúc ao chia ba có được ăn mù tạt. Ngu lắm. Hai sinh viên cuối cùng ăn bù tạt á. Được. Thằng kia nhổ thua rồi nhá. Thằng kia bị ăn bù tạt rồi. Sao nhổ biết coi. Nó nhổ nhiều quá rồi. Tao lại tính luôn thua rồi. Thua bởi vì gọi là. Không không. Bá gì. Bá gì. Đây là cái bá của nó đây luôn. Bá nhổ kiểu gì đây. Vẫn phải ăn hết cái miếng bánh mật tó không nghĩ. Và vẫn phải ăn thêm một thìa mù tạt. Nào giờ không muốn ăn mù tạt mày nhặt hết đâu. Không đi đây. Kết hợp mù tạt với cả bánh tóc mật ong xong ăn cho nó dễ. Ai thắng đi. Ừ. Ừ, ngọt thế. Anh mới mạnh nhá. Anh ấy bắt tay hợp tác đi. Ăn đây thua rồi. Ăn mù tạt ngon hơn cái này. Điếm điếm. Ngon hơn cái này. Vẫn phải ăn hết cái này ấy. Mù tạt là ngon hơn mật ong rồi. Đó, hỏi thanh niên gọi là thua rồi đó. Cảm giác nó như nào nào? Cảm giác là ghế răng vì ngọt cháy họng. Cháy họng. Ta ăn về sốc một phát còn vui hơn cái. Ăn nghe nhâm nhi chết lại. Mà nói đây là một dân chơi rất chịu chơi các bạn ạ. Chịu chơi là bởi vì chấp nhận ăn mù tạt luôn. Chấp nhận ăn mù tạt còn hơn là phải ăn bánh tổ mật ong tiếp các bạn ạ. Em nói thật, ngấy lắm rồi. Ngọt quá, ăn hết miếng này đủ ngọt cho một đời. À, thế à? Ngấy cái rung rung người. Ngọt gọi là ngọt rung người. Ta ăn cái kia sốc một lần còn vui hơn ăn. Chính ra cương xấu này ăn nhanh này. Cố lên em, đây. cố lên. Mật ong nhà cầm được. Anh chồng vậy. Ngọt quá. Thôi nhá, thế bây giờ anh em nào mà tức là anh em nào mà chiến thắng thì anh sẽ bỏ cái phần thưởng đi. Bỏ phần này anh. Bỏ phần thưởng đi. Vâng. Chỉ là một câu chơi của mình thôi mà. Mạnh đã chiến thắng và giành thắng cuộc cho trận trận đấu là thi ăn bánh tổ mật ong này.
Anh em nào hết trước thì được lửa miếng bánh tổ mật ong này nhá. Cảm ơn rồi. Vừa nãy anh chỉ trêu thôi. Chết rồi. Đây anh cắt sắt. Dạ thì làm sao mô tả. Bài gặp đây giờ không ai là câu gì rồi. Mồm chứa này. Bởi vì ngọt quá các bạn ạ. Mày nhìn thấy trùng ong cái cha 50 mét luôn. Thôi thế anh em gọi là khó ăn quá nên là anh lại gỡ bỏ cái phần thưởng đi. Anh em quả này là hãy tin đó là sự thật đi. Anh em ăn hết đi. Rồi. Dạ bãi thế rồi. Thế rồi. Ôi. Đây là bỏ phần thứ hai. Thôi anh bảo cứ bỏ phần thưởng rồi. Thôi bây giờ đến xử phạt cái anh gọi là thua cuộc. Anh kêu nó không ăn gì gì. Anh chắc vẫn bị ăn đi nhỉ, mù tà đây. Không em ăn rồi thì thôi anh có đứa phải ăn. Đó, anh hai người ăn. Mà hai người anh mù tà mà. Không. Hai người mà anh. Hai người mà từ đâu rồi. Từ đâu ấy. Nào bây giờ theo số đông đây nào. Theo số đông. Ba hơn ai. Một cái cổ. Hai thanh niên kia thì đã sẵn sàng tâm lý chuẩn bị thưởng thức những thìa mù tạt mát rượi chưa? Rồi, chưa anh ạ, đang lấy lại tinh thần. Anh em ba anh em này ăn xong miếng bánh tổ mật ong đó thì thấy thế nào? Hay ngọt lắm anh ạ, ngon nữa. Anh ơi, sát ngon ngọt dính dính đây mồm đây lợi. Ui dưới ơi, sát nhổ kiến đây dưới. Thôi không phải ăn nữa đâu. Đây là mù tạt các bạn ạ. Hai vòng. Ôi, lứa đi. Đúng một vòng. Hơi in ít, uy một xí thì anh nhỏ trước. Ê, chưa hết miếng đấy à? Hết thì ăn được nữa à? Tôi được. Ăn thua cuộc rồi thì nữa. Thôi ăn nữa à? Nhớ là đừng kịp thiệt khác nha. Gì đấy? Rồi anh bộ ra. Anh bộ ra. Chơi đây là đúng rồi. Nhổ ra là coi như chưa ăn. Đấy. À, em Phúc hãy bình tĩnh, tự tin, không cay cú và xem đôn trà thưởng thức và tí tí nhìn theo và học hỏi. Hãy tiếp nhận ca này. Cố lên, nhổ lên thìa nữa. Răng khao. Còn. Môi, dùng môi. Dùng môi gạt. Ăn lên đi, ăn sạch ra để người sau ăn chứ. Thôi rồi. Vâng ơi. Đóng cái ba la bôn vào. Này thì tiếc này. Thả một lần sốc còn hơn nhiều lần cay à. Anh mang thiếu đây. Bỏ ra. Cho người thắng cuộc bôi. Bỏ ra. Nhỏ. Chưa nhỏ. Nhỏ ăn thiếu nữa, ăn thiếu nữa. Cảm ơn anh. Cảm giác nó có dễ chịu hơn ăn bánh tổ mật ong không? Bảo rồi ăn mật ong thì không nghe. Giờ lại cứ thích ăn hơn. Vừa mật ong vừa mù tạt à. Kêu ra ăn mù tạt là sướng hơn à. Thả một lần sốc còn hơn nhiều lần ngọt. Thôi rồi, đấy gọi là một hình phạt nhỏ nhỏ, gọi là vui chơi giải trí các bạn ạ. Đưa. Anh Phúc Quang đây. Ôi. Trong một trang cuộc vui chưa? Không, Quang ơi. Ai không? Anh ơi, giờ anh là người thua anh phải chịu phạt. Không, để em bom ra. Đấy, em cầm theo cho, em cầm theo. Không, trả lại anh. Người thua bây giờ còn đòi làm ban tổ chức cơ. Đấy, đây, thấy Cương xấu tánh Nguyên bảo gì chả? Người thua là đòi làm ban tổ chức. Anh lên mù tạt đi, anh phải cover. Thế giờ anh không ăn mù tạt đi. Anh có ăn chứ bao giờ đấy đây. Đây nhá, anh không ăn mù tạt thì giờ anh ăn hết miếng này đi thì không phải ăn nữa. Chưa? Anh vui mà đuôi đầu đầu chui kìa. Ở đây. Đầu trên. Không trời ơi. Đây, như anh Cương bảo rồi. À, cho ít à? Ít rồi. Được chưa? Nhiều quá. Nhiều quá. Cho ít rồi. Đó. Biết là nhiều quá giờ là cho ít gì vậy?
ý mày là bóp ít đi cái này à? Em bóp này vào nhiều quá. Anh phải học hỏi như đôn trà. Anh đưa một phát. Nó chạy luôn. Chạy luôn. Cứ thông đồng mà nhổ đi. Tí không, mà. Không nói gì. Anh Cương chặn đầu nhá. Có gì ăn kèm chưa? Chấm cái này vào. Lá chuối à? Tây Liên này ăn lá chuối các bạn ạ. Thôi không cho lá chuối. Kèm mà lá chuối nhỏ đấy hả? Thôi đây. Cái em ơi, lấy cỏ hay lấy lá chuối cũng được. Lớn rồi học tập tí đi, trẻ con à đâu cưng mâu tí đi, trẻ con đây đây. Anh làm thế mang tiếng là chuối con đâu kìa. Ăn màu chất tươi. Giống cái cổ người dân cầm lá. Thì luôn thì không muốn này, cứ muốn lá chuối. Cố nhai và cảm nhận anh ạ. Cứ bình tĩnh, điềm đạm, tự tin không cay cú. Ừ. Tụm lại. Ít cho mày rồi. Lấy tiền đây. Vậy là Thanh Liên Phúc Mèo đã gọi là phải bỏ chạy các bạn ạ. Đang lôn ở kia rồi, anh em đuổi theo nhưng mà Phúc đã chạy vào rừng sâu rồi. Và hôm nay là một clip vui của anh em mình, nên là các bạn mà thấy hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ để ủng hộ anh em mình. Còn giờ thì anh em mình sẽ dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.